Cao Tu. Kênh của mình là chuyên phân phối và lắp đặt màn hình Android Auto CarTap và review một số dòng sản phẩm liên quan đến màn hình Android, cũng như là hướng dẫn các bạn xử lý một số lỗi nhỏ mà màn hình thường hay mắc phải nha. Mitsubishi SJ nâng cấp màn hình Android CarTap K100. Rồi, có màn hình Android CarTap K100 nó có cái gì? Tích hợp giọng nói trên cái vô lăng, mọi thao tác đều được bấm trên nút vô lăng, không cần phải bấm trên màn hình nữa. Vừa chạy xe vừa bấm trên màn hình rất là nguy hiểm. Rồi, tích hợp vào đây và bấm chỉ đường đến Vũng Tàu. Rồi, màn hình nó sẽ tự nhận thao tác theo mình. Mở kênh VTV1. Rồi, màn hình nó sẽ tự nghe theo và mở theo cái kênh TV cho mình luôn ha. Xem phim vượt ngục. Tự chuyển qua cái phim nào mà mình cần, mình chỉ cần nói thôi. Trước khi bộ phim bắt đầu, mời các bạn hãy nhấn like và đăng ký theo dõi ủng hộ kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn nội dung tập 3 phần 4 của bộ phim truyền hình nổi tiếng của Mỹ, Vượt Ngục. Trước có nhắc đến đội của rồi, màn hình tích hợp thêm cam lùi HD siêu nét ha. Sai là không phải chỉ có một chiếc thẻ nhớ mà là cam lùi HD cực kỳ nét. Độ phân giải 1080 pixel, góc rộng 170 độ. Nhìn thấy hai cảng hai bên. Từ bên đây qua bên này. Rồi màn hình mình có thêm gì nữa? Đo áp suất lốp. Rồi hiển thị cái ứng dụng báo áp suất lốp ha. Cái này là mình gắn thêm, bộ này gắn thêm 4 bánh xe, 2 bánh trước và 2 bánh sau, nó sẽ tích hợp cho màn hình này, báo thông số cho mình ha. Rồi màn hình mình còn thêm cái gì nữa? Mở video remix. Rồi màn hình rất là thông minh, điều khiển tất cả bằng giọng nói ha. Mình chỉ cần nói thôi là màn hình nó tự động thực hiện ý mình thôi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thấy video hay hữu ích, hãy bấm vào nút like, nút đăng ký và bấm vào cái chuông để xem những cái video mới nhất. Đừng quên để lại comment phía dưới những câu hỏi, những góp ý để kênh của mình hoàn thiện hơn.